Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn, vậy là năm Canh Tí 2020 đã đi qua, một năm với biết bao khó khăn vất vả, bên cạnh đó cũng có những niềm vui, hạnh phúc cùng với những thành tựu mà chúng ta đã được được. Và hôm nay tại khách sạn Mường Thanh Phú Thọ, Ban chấp hành công ty phối hợp với lãnh đạo công ty và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Kết Nối Yêu Thương Xuân Tân Sửu 2021. Hòa chung với không khí tươi vui giữa đất trời mùa xuân, chúng tôi Ngọc Tú và Lê Giang rất vinh dự và tự hào năm nay được tiếp tục đồng hành cùng chương trình Tết Xuân Vầy Kết Nối Yêu Thương 2021. Thay mặt ban tổ chức xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể anh chị em công nhân lao động cho công ty lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công. Chúc công ty trách nhiệm hữu hạn Tư Dinh Frontier Soline ngày càng phát triển. Chúc chương trình Tết Xuân Vầy Kết Nối Yêu Thương của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Và sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Kim Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty lên tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và khai mạc chương trình Tết Xuân Vầy Kết Nối Yêu Thương 2021. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa toàn thể cán bộ, đoàn viên và các đồng chí và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong công ty, hòa chung với niềm vui của cả nước chào đón Xuân sang, chào mừng đại hội đại biểu Đảng lần thứ 13, mùa xuân về khắp nơi trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, một mùa tái sinh của đất trời. Mùa xuân cũng là mùa sum họp của mọi gia đình với những người thân xa trở về. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy niềm tin và hy vọng cho một năm dồi dào sức khỏe và thành công trong học tập, trong công tác, trong lao động. Một mùa xuân vui tươi, đoàn kết, ấm áp tình người. Hôm nay tại khách sạn Mường Thanh, Việt Trì, Phú Thọ, Ban chấp hành công đoàn công ty phối hợp với lãnh đạo công ty và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Tết Xuân Vầy Kết Nối Yêu Thương mừng Đảng mừng xuân năm 2021. Đến dự lễ Tết Xuân Vầy hôm nay, chúng ta vô cùng phấn khởi được đón tiếp các vị đại biểu khách quý. Về phía đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tùng Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào tỉnh Phú Thọ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía thành phố Việt Trì, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Trần Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Phạm Xuân Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy viên hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì. Về phía Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đức Ngọc Tuân, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Việt Trì, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Khôi, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Việt Trì, xin nhiệt liệt chào mừng. Về dự với chúng ta hôm nay còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí chuyên viên thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, đoàn thanh niên Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì, để nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía công ty, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Hamana, Chủ tịch Tổng giám đốc công ty, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng các ông trong Ban giám đốc, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ủy ban, Ban chấp hành công đoàn công ty, Ban chấp hành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các ông bà là trưởng, phó phòng các bộ phận của công ty, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt, gần 1.000 cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động cho công ty, những người đã cùng nhau hăng say lao động, đoàn kết gắn bó với nhau, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và công ty phát triển bền vững trong những năm qua, có mặt dự chương trình Tết Xuân Vầy Kết Nối Yêu Thương hôm nay, để mình chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí và các bạn, nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn thể cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động cho công ty, sau một năm miệt mài lao động, gặt hái được nhiều thành công và hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch đề ra, là dịp để cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động chúng ta họp mặt thân ái, ôn lại và khắc sâu thêm những truyền thống tốt đẹp, quý giá ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Hôm nay, công đoàn công ty phối hợp với lãnh đạo công ty và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công ty được sự quan tâm chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì tổ chức chương trình Tết xuân vầy kết nối yêu thương, mừng đảng mừng xuân, chào mừng đại hội đại biểu lần thứ 13 của đảng cho toàn thể cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động trong công ty, nhằm tạo nên một khí thế mới, một bầu nhiệt huyết mới trong mùa xuân mới và trong năm mới 2021. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình Tết xuân vầy kết nối yêu thương năm 2021. Kính chúc các vị đại biểu, các quý và toàn thể đồng chí và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui hạnh phúc và thành công. Xin tất cả ơn. Nền văn hóa dân gian được hôn đúc qua hàng ngàn năm lịch sử truyền lại. Lân sư rồng là những linh vật tượng trưng cho điểm lành, sự thịnh vượng phát đạt. Múa lân sư rồng là loại hình nghệ thuật đặc sắc, là yếu tố không thể thiếu mang lại không khí vui tươi đặc trưng của những ngày lễ hội. Bên tiếng trống thùng thình, tiếng chưng la lanh lảnh, những chú lân sư rồng bước đi nhịp nhàng, vừa oai hùng vừa uyển chuyển, khiến ngày vui thêm rộn ràng, lòng người rạo rực. Sau đây là tiết mục múa lân rồng vui nhộn và sống động do đội múa lân rồng trình diễn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. We'll be right back.
và cảm nhận không khí xuân đang tràn về muôn lối qua khúc hoan ca Xuân Họp Mặt, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, qua giọng hát ngọt ngào của tam ca Như Quỳnh, Hồng Tiếp, Thu Mến cùng tốp múa của công ty biểu diễn. Đã luôn sát cánh cùng đoàn viên và công nhân lao động, chung sức, chung lòng, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Để các vị đại biểu và các đồng chí hình dung được phần nào hoạt động của công đoàn công ty trong năm qua, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Thị Thế, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty lên báo cáo tóm tắt về hoạt động công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa ban giám đốc công ty, ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể anh chị em đoàn viên công nhân lao động. Được sự phân công của ban chấp hành công đoàn công ty, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác công đoàn 2020. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Việt trì 24 tháng 1 năm 2021. Báo cáo tổng kết công tác công đoàn 2020. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà tổ chức công tác công đoàn quan tâm phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi, đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn, một lớn tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Tổng số công nhân lao động hiện nay là 980 người, trong đó nữ là 960 người, chiếm 97,9%. Tổng số đoàn viên công đoàn là 980 đoàn viên. Công nhân lao động trong công ty luôn gắn bó, đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất, xây dựng công ty phát triển bền vững. Công ty luôn được khách hàng và tập đoàn đánh giá là một trong những doanh nghiệp đứng top đầu trong các doanh nghiệp may. Doanh nghiệp luôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ với nhà nước và được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành Việt Nam. Hai lớn, kết quả hoạt động của công đoàn năm 2020. Một nhỏ, chăm lo bảo vệ quyền lợi, ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Qua quá trình hoạt động của công tác công đoàn, trong những năm qua, công đoàn công ty đã gây được lòng tin đối với lãnh đạo công ty và người lao động trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể là công đoàn đã tư vấn, tuyên truyền cho lãnh đạo công ty về các quy định của pháp luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động, tham gia tư vấn trong ký kết hợp đồng lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, tham gia xây dựng tham bảng lương, nội quy quy định của công ty, kế hoạch làm việc, giờ nghỉ ngơi hàng năm của người lao động, vân vân. Thực hiện đầy đủ chế độ đóng bảo hiểm cho người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Công đoàn đã ký kết thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp. Các điều khoản ngắn gọn song đều nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nhiều điều khoản được thỏa thuận thực hiện tốt hơn hoặc ngoài quy định của pháp luật như rút ngắn thời gian làm việc, nghỉ 5 ngày thứ bảy trong năm, chế độ nghỉ phép cho người lao động được thực hiện đầy đủ trong năm, bản thân người lao động kết hôn được nghỉ thêm 1 đến 2 ngày không hưởng lương ngoài quy định của pháp luật. Công đoàn ký kết với công ty tặng quà cưới, tổ chức thăm hỏi ốm đau, thăm viếng thân nhân người lao động qua đời, vân vân. Quà tặng nhân ngày Tết Trung Thu, ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, ngày Tết Nguyên Đán cho người lao động, ngày 1 tháng 6 cho con của người lao động. Ngoài tiền lương trả cho người lao động đầy đủ, kịp thời, hàng tháng công ty còn phụ cấp đủ công, phụ cấp đi lại và cung cấp bữa cơm ca miễn phí cho người lao động. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% người lao động trong công ty, tạo điều kiện để nữ công nhân lao động khám phụ khoa trong dịp khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tuyên truyền và sức khỏe sinh sản, bảo vệ phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình. Công ty đã thực hiện việc tăng lương tối thiểu vùng theo đúng quy định, kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hàng năm công ty thực hiện việc tăng lương cho người lao động theo thang bảng lương được đăng ký tại cơ quan quản lý lao động của tỉnh. Công ty đã phối hợp với ban chấp hành công đoàn thưởng cho những tập thể, cá nhân xuất sắc trong năm, trợ cấp cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán. Công đoàn công ty đã tổ chức tuyên truyền tháng công nhân và hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động, tổ chức bữa cơm ca công đoàn, tổ chức mua hàng ưu đãi tiết kiệm chi phí cho công nhân lao động. Những việc làm trên là nguồn động viên lớn đối với đoàn viên và công nhân lao động trong công ty chúng ta. Hai nhỏ, hoạt động văn hóa thể thao. Ban chấp hành công đoàn công ty đã phối hợp với ban lãnh đạo công ty tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động như tổ chức Tết xung vầy, tổ chức vui chơi văn nghệ, giao lưu thi đấu thể thao, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, gắn kết giữa các đoàn viên trong doanh nghiệp với nhau, với đơn vị bạn, đồng thời tham gia hội diễn hội thao cho công đoàn cấp trên tổ chức. Công ty đã tổ chức những buổi học tập nâng cao nhận thức cho người lao động như an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nâng cao nhận thức chăm lo sức khỏe phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình, vân vân. Đội ngũ an toàn vệ sinh viên đã đi vào hoạt động ổn định nhằm nâng cao ý thức gìn giữ vệ sinh an toàn lao động cho người công nhân lao động. Trong năm qua, công đoàn đã tích cực chủ động nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn
qua đó nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong công ty. Số tiền chi cho các hoạt động của công đoàn trong năm qua là trên 700 triệu đồng. Ba lớn, kế hoạch năm 2021. Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn nên sản xuất, kinh doanh và hoạt động của tổ chức công đoàn sẽ bị hạn chế. Đời sống của công nhân lao động sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, đoàn viên và công nhân lao động trong công ty sẽ đoàn kết, cố gắng để đạt được các mục tiêu sau. 1. Tiếp tục duy trì phát triển, học hỏi để nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng công đoàn công ty luôn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc. 2. Mở các lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn và cử cán bộ công đoàn đi học để nâng cao kỹ năng hoạt động của công tác công đoàn. 3. Đẩy mạnh năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững vị trí tốt đầu trong tập đoàn. Đó là yếu tố hết sức quan trọng để ổn định việc làm, thu nhập và đời sống của người công nhân lao động trong công ty. 4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thông qua đó giáo dục lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức chính trị, tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước. Trên đây là báo cáo tóm tắt về tình hình chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động của công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tenzin Pro Sonai năm 2020 và kế hoạch 2021. Với khí thế ngày xuân, thay mặt ban chấp hành công đoàn công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên, sự phối hợp có hiệu quả của lãnh đạo công ty, sự đồng thuận của anh chị em đoàn viên và công nhân lao động đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2021. Xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, anh chị em công nhân lao động sức khỏe và hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Đỗ Thị Thế. Với sự đoàn kết thống nhất giữa đội ngũ lãnh đạo công ty cùng tập thể đoàn viên và công nhân lao động, chúng ta tin tưởng rằng năm 2021 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn chăm lo đến đời sống của công nhân lao động. Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hamada, Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời ông. Xin chào tất cả các vị khách quý, chào toàn thể cán bộ công nhân viên tham dự buổi Tết xung vầy của công ty. Đến với buổi Tết xung vầy hôm nay, tôi có đôi lời muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người. Năm nay tôi cũng được đón Tết cùng với tất cả mọi người. 1年間無事に会社経営をできたのも従業員の皆さん、組合、そして今日参加いただいているお客様の協力のおかげです。 Một năm qua công ty có thể hoạt động bình an là nhờ sự hợp tác hợp lực của nhân viên công đoàn, các vị khách có mặt trong ngày hôm nay. この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。 Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn rất nhiều. さてこの1年を振り返ると世界中がコロナに苦しんだ1年でした。 Nhìn lại một năm qua toàn thế giới đã phải trải qua một sự khó khăn do đại dịch Covid-19. ここベトナムは早い時期から厳しい対策を取ったことから 普段の生活を取り戻していますが、また多くの国では感染者、死者が毎日増え続け、厳しい状態が続いています。 Tại Việt Nam, do đã thực hiện những biện pháp nghiêm ngặt ngay từ sớm nên đã có thể lấy lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Nhưng nhiều quốc gia, số người tử vong và người nhiễm bệnh vẫn tăng nên hàng ngày tình trạng nghiêm trọng vẫn đang tiếp diễn. 私たちの製品の輸出先である日本も2回目の緊急事態宣言が出され、人々の生活も大きく変わっています。
tại thị trường Nhật Bản đang xuất khẩu sản phẩm của chúng ta đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai và làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân Nhật. Chính vì thế cũng làm ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất của công ty chúng ta, nên công ty đang có những thay đổi lớn để phù hợp với tình hình hiện nay. このような状況の中で2つ皆さんにお願いをお話しします。với tình huống hiện tại, tôi đưa ra hai điều muốn nhờ đến sự giúp đỡ của tất cả mọi người. 1つ目が仕事の正確さと速さを上げることを常に考えていただきたい。 thứ nhất là hãy cố gắng tăng độ chính xác và tăng tốc độ trong công việc. 早いけど不良が多い、不良はないけれど早い、これはどちらも評価されません。 việc làm nhanh nhưng mắc nhiều lỗi và không mắc lỗi nhưng làm chậm, cả hai đều không được đánh giá kết quả。現場のリーダーが中心になってみんなで考えていきましょう。Mọi người hãy suy nghĩ mình luôn luôn là người đứng đầu với vai trò tiên phong trong công việc của xưởng. そして2つ目が変化や新しいことを前向きに受け入れるということです。Điều thứ hai, tất cả chúng ta hãy nhìn về phía trước để tiếp nhận những thay đổi và những điều mới một cách tích cực. これから生産する商品や作り方が大きく変わっていきます。慣れないことや新しいことに不安や不満を持たず前向きに受け入れてください。世の中に合わせて私たちも変わらなければ生き残ってはいけません。từ bây giờ sản phẩm sản xuất và cách làm sẽ có sự thay đổi lớn, hãy tiếp nhận nó một cách tích cực và không có đắn đo hoặc không hài lòng bất mãn cho dù điều đó chưa quen hoặc việc mới mẻ. Chúng ta không thể tồn tại nếu không thay đổi theo thế giới. すでに第二工場は新しい商品や作り方を始めていますが、来年は第一工場でレディースの生産も予定しています。xưởng 2 đã bắt đầu làm sản phẩm theo phương pháp và cách làm mới. Năm sau xưởng 1 cũng có kế hoạch sản xuất sản phẩm dành cho nữ. 今まで以上にお客さんから高い評価を得られるよう、みんなで力を合わせて頑張りましょう。hãy cùng nhau nỗ lực hết mình để có thể nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng hơn bao giờ hết. 最後になりますが、従業員の皆さん、来賓の皆さんの健康と幸せを祈って私のご挨拶といたします。lời cuối cùng tôi xin gửi tới toàn thể nhân viên cùng các vị khách quý lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. 家族や友人と楽しい Tết 休みをお過ごしください。 chúc mọi người có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ mạnh khỏe bên gia đình và bạn bè. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Xin chân trọng cảm ơn. Cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Hamada. Thay mặt ban tổ chức, kính chúc ông và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Trước thềm năm mới, chúng ta ai cũng có những dự định, ước mơ cho gia đình, như khát khao hoài bão của tuổi trẻ, những chờ mong tin tưởng của người thân, bạn bè, của tình yêu đôi lứa. Xuân vừa ghé qua đây thôi, đã nghe con tim mình phơi phới. Đó là tình yêu thương và tinh thần lạc quan, luôn hiện hữu trong mỗi con người, thúc đẩy người ta hy vọng vào tương lai tốt đẹp. Công ty kinh doanh hiệu quả, người lao động có công việc ổn định, thu nhập ngày một nâng cao. Vậy chúng ta cùng đón xem đôi bạn trẻ Lê Giang và Thu Quỳnh ước muốn điều gì qua ca khúc Người tình ơi mơ gì của nhạc sĩ Tường Văn. Thank you.
ngất ngây trong tình đào say, người đuối mới ước mơ gì hôm nay. Chắc em cũng cần mưa cao, dù đây ta sẽ đón xuân nơi này chẳng sao. Cứ mơ em vẫn lớn lao, mơ đời mình đứng dưới nhau. We'll be right back.
Kết nối yêu thương hôm nay là sự quan tâm, sự động viên to lớn của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Việt Trì đối với cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động chúng ta. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Đặng Trần Minh,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Việt Trì lên phát biểu ý kiến và chúc Tết. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể cán bộ, công viên, công nhân, công ty. Hôm nay, trong không khí phấn khởi, chuẩn bị chào đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Tết Tân Sửu, và rất vui mừng đến dự với buổi gặp mặt Tết xung vầy, kết nối yêu thương. Thay mặt lãnh đạo thành phố Việt Trì, xin gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, công nhân, công ty lời chúc mừng năm mới. Chúc toàn thể các quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và đầy thắng lợi. Thưa toàn thể các quý vị, năm 2020 cả thế giới gặp khó khăn, đặc biệt là những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra. Nhiều doanh nghiệp phải đình chỉ, nhiều doanh nghiệp phải đình chỉ sản xuất, không có việc làm. Tuy nhiên, đối với công ty chúng ta đã hết sức nỗ lực, có nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, nỗ lực phấn đấu sản xuất kinh doanh ổn định và có hướng phát triển. Đời sống nhân dân, đời sống công nhân được đảm bảo. Công đoàn của công ty đã phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc, có nhiều biện pháp tuyên truyền giúp cho công nhân hiểu và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của công ty, đảm bảo ổn định cuộc sống và đảm bảo quyền lợi cho công nhân. Công ty có nhiều đóng góp với sự phát triển của thành phố. Thay mặt lại thành phố Việt Trì, tôi xin chúc mừng những thắng lợi của công ty đã giành được trong năm qua. Thưa toàn thể các quý vị, năm 2021 đã bắt đầu. Năm nay cũng vẫn còn vô vàn khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành trên toàn thế giới. Những khó khăn này chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Tôi rất mong muốn công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, khắc phục những khó khăn, phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục sản xuất, kinh doanh thắng lợi, nâng cao đời sống công nhân. Tôi đề nghị công đoàn của công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc công ty để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, nâng cao đời sống các công nhân. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành phố đến dự buổi gặp mặt Tết xuân mời hôm nay, xin gửi tới toàn thể các quý vị lời chào năm mới. Chúc toàn thể chúng ta một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới. Nhân dịp này, thành phố có chúc quà xin gửi tới toàn thể các đồng chí. Mời ban lãnh đạo công ty lên nhận quà của thành phố.
trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Đặng Trần Minh. Thay mặt ban tổ chức, kính chúc đồng chí và gia đình năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, không khí mùa xuân đang đến thật gần, trên những lụ đỏ khoe sắc, những câu đối đỏ cho dáng ngoài cửa lớn. Quanh quẩn đâu đây, mùi khói bếp nấu bánh chưng gói bằng bàn tay dịu dàng của mẹ và trên bộ quần áo mới với gương mặt háo hức của em thơ. Tiếp theo chương trình, quý vị sẽ được thưởng thức điệu múa nhịp nhàng, uyển chuyển của những nghệ sĩ tuy lạ mà quen để cảm nhận mùa xuân đã đến với ngôi nhà, đến với mọi người. Tiết mục múa Xuân đẹp làm sao, biên đạo Kim Liễu trình bày tốt múa công ty. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí và các bạn, năm 2020 là năm có nhiều biến động. Thiên tai dịch bệnh tuần hoàn làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của công ty cũng như đời sống sinh hoạt của cán bộ đoàn viên và công nhân lao động. Song chính chúng ta, những người đã góp phần tạo nên khái niệm trạng thái bình thường mới, bình tĩnh, chủ động vượt qua mọi khó khăn, cùng nắm chặt tay nhau từng bước hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra. Để ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã tặng bằng khen cho công đoàn công ty. Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì đã trao tặng giấy khen cho một tập thể tổ 1 xưởng 1, hai cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Hương và đồng chí Nguyễn Thị Thanh xưởng 2. Các tập thể và cá nhân trên đã được trao bằng khen, giấy khen tại hội nghị tổng kết của Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì ngày 8 tháng 1 năm 2021. Trong chương trình Tết Sum Vầy kết nối yêu thương hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc lên vị trí trang trọng trên sân khấu để nhận khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì và giấy khen của công đoàn công ty. Sau đây, tôi xin đọc quyết định tặng giấy khen của công đoàn thành phố. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Việt Trì ngày 24 tháng 12 năm 2020. Quyết định số 84 trên QĐ-LĐ-LĐ về việc tặng giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì căn cứ quyết định số 1689 QĐ-TLD ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn. Căn cứ quyết định số 37 QĐ-LĐ ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì về việc ban hành quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì. Căn cứ quyết định của Ban thường vụ và kết quả xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì ngày 14 tháng 12 năm 2020. Căn cứ tờ trình của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc xét đề nghị của bộ phận thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì quyết định. Điều 1, tặng giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì cho 11 tập thể và 58 cá nhân có danh sách kèm theo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. Điều 2, kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn chi hoạt động công đoàn năm 2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì. Điều 3, bộ phận thi đua khen thưởng tài chính Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì, công đoàn cơ sở và các tập thể cá nhân có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt ban thường vụ, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuân đã ký. Sau đây tôi xin kính mời đại diện tổ văn phòng, tổ xưởng 1, tổ 7B xưởng 2 và tổ 2 xưởng 2 lên sân khấu đón nhận giấy khen của Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì lên sân giấy khen. Xin trân trọng kính mời đồng chí. We'll be right back.
Sau đây tôi xin đọc quyết định khen thưởng của công đoàn công ty cho các tập thể xuất sắc năm 2020. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Việt Trì ngày 30 tháng 12 năm 2020, số 20 QĐKT. Quyết định về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. Ban thường vụ công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Dinh Frontier Sonai, căn cứ quyết định số 216 QĐTLD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn căn cứ vào quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì. Quyết định điều 1, tặng giấy khen cho 21 tổ công đoàn và 103 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và phong trào thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020 có danh sách kèm theo. Điều 2, mức tiền thưởng cho các tập thể và cá nhân công đoàn xuất sắc được trích từ nguồn kinh phí công đoàn công ty theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Điều 3, Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Dinh Frontier Sonai, bộ phận tài chính công đoàn công ty và các tập thể cá nhân có tên trong danh sách kèm theo căn cứ quyết định thi hành, thay mặt Ban thường vụ công đoàn công ty, Chủ tịch Hà Kim Tân đã ký. Và sau đây, xin trân trọng kính mời đại diện các tổ xuất sắc năm 2020 lên sân khấu nhận giấy khen của công đoàn công ty. Sưởng 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6A, tổ 6B, tổ 7A, tổ 7B, tổ phụ liệu, tổ hoàn thành, tổ kho thành phẩm. Sưởng 2, tổ 1, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6A, tổ 6B, tổ 7B, tổ hoàn thành, tổ kho thành phẩm và tổ văn phòng. Trân trọng kính mời ông Hamada, Chủ tịch Tổng Giám đốc và đồng chí Hà Kim Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty lên sân khấu trao giấy khen cho các tổ xuất sắc. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn ông Hamada và đồng chí Hà Kim Tân. Xin trân trọng kính mời các cá nhân xuất sắc năm 2020 được vinh danh của sưởng 1 lên sân khấu nhận phần thưởng của công đoàn công ty. Triệu Thị Hà, tổ 1, Bùi Thị Kim Tuyến, tổ 1, Nguyễn Thị Hương, tổ 1, Lê Thị Nhung, tổ 1, Lê Thị Kim Cúc, tổ 2, Nguyễn Thị Nga, tổ 2, Bùi Thị Ngọc Ánh, tổ 2, Mai Thị Thu Hà, tổ 2, Nguyễn Thị Hạnh, tổ 3, Nguyễn Thị Thanh Tâm, tổ 3, Hoàng Thị Hiền, tổ 4, Tạ Thị Nhung, tổ 4, Nguyễn Thị Hồng, tổ 4, Nguyễn Thị Thu Hà A, tổ 4, Bùi Thị Hiền, tổ 5, Vũ Thị Ánh Tuyết, tổ 5, Nguyễn Thị Hương, tổ 5, Nguyễn Thị Ngọc Phương, tổ 5, Tạ Thị Hồng Thạch, tổ 5, Lê Thị Hiệp, tổ 6, Nguyễn Thị Quyên B, tổ 6, Phạm Thị Hiền, tổ 6, Lưu Thị Hồng Thúy, tổ 6, Nguyễn Thị Nhung, tổ 6, Vũ Thị Lý, tổ 6, Nguyễn Thị Phương A, tổ 6, Phan Thị Hồng Ánh, tổ 6, Nguyễn Thị Phượng, tổ 7, Trần Thị Huyền, tổ 7, Hà Thị Thủy, tổ 7, Hoàng Thị Tình, tổ 7, Đặng Thị Bích Hồng, tổ 7, Chu Thị Dung, tổ 7, Nguyễn Thị Thúy, tổ 7, Nguyễn Thị Phương Liên, tổ hoàn thành, Phan Thị Tuyết, tổ hoàn thành, Nguyễn Thị Lương, tổ hoàn thành,
Nguyễn Thị Giang, tổ hoàn thành. Lê Thị Huyến, kho thành phẩm. Nguyễn Thị Yến, kho thành phẩm. Hoàng Thị Diệu Thúy, kho thành phẩm. Nguyễn Thị Hồng, kho thành phẩm. Nguyễn Thị Thu Hương, tổ phụ liệu. Hoàng Thị Thủy, tổ phụ liệu. Phạm Bích Hậu, tổ văn phòng. Trần Minh Quân, tổ bảo vệ. Vũ Trọng Thi, tổ bảo toàn. Nguyễn Thị Hằng, tổ vệ sinh. Xin trân trọng kính mời ông Sato, trưởng phòng sản xuất công ty, và đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, quản đốc, ủy viên ban chấp hành công đoàn công ty lên sân khấu trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc của sưởng 1. Xin trân trọng kính mời. Trường chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng các cá nhân xuất sắc của sưởng 1. Xin trân trọng và cảm ơn ông Sato và đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời các cá nhân xuất sắc của sưởng 2 lên sân khấu nhận phần thưởng của công đoàn công ty. 1. Đinh Thị Kim Liên, tổ 1. Lê Thị Thanh Huyền, tổ 1. Vi Thị Quyên, tổ 1. Nguyễn Thị Hương Giang, tổ 1. Nguyễn Thị Trang, tổ 2. Hà Thị Lý, tổ 2. Đặng Thúy Liên, tổ 2. Phan Thị Minh, tổ 2. Cao Thị Thúy, tổ 3. Nguyễn Thị Thi, tổ 3. Nguyễn Thị Thủy, tổ 3. Đỗ Thị Thanh Hoa, tổ 4. Cao Thị Cường, tổ 4. Nguyễn Thị Hương, tổ 4. Đào Thị Thành, tổ 4.
Lê Thị Thanh Ngân, tổ 5, Chu Thị Mai Thuận, tổ 5, Nguyễn Thị Hương, tổ 5, Vũ Thị Lan Anh, tổ 5, Lê Thị Ngọc Bích, tổ 5, Đỗ Thị Quế, tổ 5, Lê Thị Việt Nga, tổ 6A, Nguyễn Thị Nhàn, tổ 6A, Nguyễn Thị Thu Huyền, tổ 6A, Nguyễn Thị Đương, tổ 6A, Nguyễn Thị Luận, tổ 6A, Uông Thị Châu, tổ 6B, Nguyễn Thị Mai Hương, tổ 6B, Bùi Thị Thanh Nga, tổ 6B, Lê Thị Đương, tổ 7A, Nguyễn Thị Thúy, tổ 7A, Lê Thị Hạnh, tổ 7A, Nguyễn Hải Phương, tổ 7B, Lê Bích Lập, tổ 7B, Nguyễn Thị Thu Mơ, tổ 7B, Trương Thị Nhạc, tổ 7B, Phạm Mai An, tổ Hoàn Thành, Hoàng Thị Cúc, tổ Hoàn Thành, Nguyễn Thị Nga, tổ Hoàn Thành, Hoàng Thị Luyện, tổ Hoàn Thành, Nguyễn Thị Cúc, tổ Phong Thành Phẩm, Tạ Thị Thu Minh, tổ Thành Phẩm, Cao Thị Hạnh, tổ Phong Thành Phẩm, Lê Kim Dung, tổ Vệ Sinh, Nguyễn Quang Tuấn, tổ Bảo Toàn, Tạ Phương Mai, tổ Văn Phòng. Xin trân trọng kính mời ông Park Chung Sin Ma, trưởng phòng kỹ thuật và đồng chí Tạ Thị Kim Thu, quản đốc lên sân khấu cho giấy khen cho các cá nhân. Đồng chí Chu Thị Minh Lành, tổ 5, xưởng 1. Đồng
đồng chí Lê Thị Thứ, tổ 7, xưởng 1, đồng chí Bùi Thị Huế, tổ 1, xưởng 1, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng, tổ hoàn thành, xưởng 1. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Tùng Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Phong trào tỉnh đoàn Phú Thọ lên sân khấu trao quà. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng kính mời các đồng chí có tên sau lên sân khấu nhận quà của công đoàn công ty. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Kim Tân, chủ tịch công đoàn công ty lên sân khấu trao quà. Sau đây tôi xin đọc danh sách công đoàn công ty trợ cấp khó khăn Tết Nguyên đán năm 2021. Xưởng 1, Tô Thị Phượng, tổ 2, Phạm Thị Nhung, tổ 3, Lê Thị Hải, tổ 3, Đỗ Thị Tuyết, tổ 3, Lê Thị Kim Cúc, tổ 3, Nguyễn Thị Ý, tổ 4, Trần Thị Hồng Thanh, tổ 5, Nguyễn Thị Thu, tổ 6A, Lê Thị Hương, tổ 6A, Ngô Thị Hồng, tổ 6B, Hà Thị Liên, tổ 7B, Chu Thị Dung, tổ 7B, Vũ Thị Phượng, tổ hoàn thành. Xưởng 2, Nguyễn Thị Hương Giang, tổ 1, Nguyễn Thị Thu Mai, tổ 2, Đỗ Thị Nhung, tổ 5, Lưu Thị Thái, tổ 6, Lê Thị Hạnh, tổ 7 và Lê Thu Hường, tổ hoàn thành. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Kim Tân, chủ tịch công đoàn công ty lên sân khấu trao quà. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên và lãnh đạo công ty đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020 và trao những phần quà ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Đề nghị chúng ta nổ một tràng pháo tay thật dài chúc mừng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm qua. Nhạc sĩ Thanh Tùng đã từng viết lên câu hát: đời cho ta lời ca hát để yêu người, và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha. Khi ngắm nhìn những cánh hoa xuân làm lòng người lâng lâng rộn ràng, lộc xuân mang đến niềm hy vọng hân hoan, không khí xuân tươi vui trên nụ cười những cô gái trẻ. Và nếu mùa xuân là nàng thiếu nữ tinh khôi, thì những điệu nhảy như lời tỏ tình lãng mạn của những kẻ si tình muốn gửi đến cho nàng. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức điệu nhảy khiêu vũ độc đáo, vui nhộn
lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Tết Sum Vầy năm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn, thật rộn rã để chào đón các vô công của chúng ta. Kính thưa các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn, hôm nay mọi người đường xa sáng sớm đến đây có lạnh không ạ? Em vẫn không nghe thấy mọi người nói gì. Hôm nay mọi người đường xa sáng sớm đến đây có lạnh không ạ? Vâng, và bây giờ là tiết mục luôn được mọi người chờ đón với tâm trạng nô nức chờ mong. Tiết mục sẽ làm không khí hội trường của chúng ta nóng lên nhanh chóng. Có ai đoán được là tiết mục gì không ạ? Là tiết mục gì á? Vâng, và chính là chương trình Vui Chơi Có Thưởng. Ban tổ chức xin chân kính mời ông Hamada, Chủ tịch Tổng Giám đốc Công ty lên điều khiển chương trình. Xin trân trọng kính mời ông. Và sau đây chúng ta sẽ đến chương trình bốc thăm trúng thưởng của Tết Sum Vầy năm 2021. Và trước khi chương trình trò chơi bắt đầu thì em xin nói qua một chút về thể lệ của trò chơi ạ. Đây là chiếc hộp màu xanh, là chiếc hộp có tên của toàn bộ chúng ta. Và đây là chiếc hộp màu bạc, là chiếc hộp mà chứa tên của các phần quà. Và năm nay chúng ta sẽ có 29 phần quà là đồ gia dụng điện tử và 50 phần quà là các quà tặng khác. Mà khi mà em, vì chương trình có thời gian có hạn nên là khi em đọc tổ giám đốc sẽ bốc thăm tên ai ở đây thì em đọc tên mọi người, thì em rất mong các anh chị sẽ di chuyển thật nhanh lên phía sân khấu ở đây để chúng ta được nhận quà tặng ạ. Và sau đây thì trò chơi xin phép được bắt đầu. Chị Nguyễn Thị Lương, em xin mời chị ạ. Số vào 1277, Đỗ Thị Năm. Xin chúc mừng các chị. Số vào 1925, Lê Thị Thu. Số vào 484, Cao Thị Lê. Số vào 2469, Nguyễn Thị Hiền. Em xin mời tất cả các chị. Số vào 0552, Bùi Thị Diệu Hồng. Thank you.
số vào 0974, chị Nguyễn Thị Hảo. Phần quà của chị Thu là chiếc quà, một phần quà khác ạ. Số vào 4035, chị Hà Thị Luyện. Xin mời các chị di chuyển thật nhanh lên sân khấu ạ. Số vào 2654, chị Trần Thị Hương. Số vào 2125, Ninh Thị Minh Xuân. Chúc mừng các chị. Số vào 2257, Đỗ Thị Toán. Các chị di chuyển thật nhanh lên sân khấu giúp em nha. Số vào 1713, Tạ Thị Phương Anh. Số vào 0589, Nguyễn Thị Hải. Phần quà của chị Hoàng Thị Kim Dung là phần quà khác ạ. Phần quà của chị Thúy cũng là một phần quà khác.
Chúc mừng chị. Phần quà của chị là chị Hồng Vân là một phần quà khác. Chúc mừng chị. Của chị Tuyên Quế là một phần quà khác. Số vào 1332 Nguyễn Thị Phương. Số vào 4565 Đào Thùy Linh. Quà của chị Hương là một phần quà khác. Chúc mừng chị ạ. Số vào 3222 Bùi Thị Thu Hiền. Phần quà của bạn Ngô Xuân Tưởng cũng là một phần quà khác. Số vào 3503 Trần Thị Minh Thu. Số vào 2235 Lê Thị Bích Ngọc. Số vào 3953 Đỗ Thị Nhung. Phần quà của chị Hiền là một phần quà khác. Chúc mừng chị. Số vào 0093 Trần Thu Phương. Chúc mừng chú Quân, phần quà là một chiếc bếp tiêu cảm ứng. Chúc mừng chú.
phần quà là một chiếc lược cho tiền Toshiba. Số vào 0859 Trần Thị Thanh Huyền. Thank you.
44, Phạm Thị Thu Hà. Chương trình tổng kết trao thưởng và văn nghệ Tết Sum Vầy kết nối yêu thương năm 2021 xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí và các bạn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Kim Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty lên phát biểu khai tiệc. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, sau một thời gian thực hiện chương trình Tết Sum Vầy kết nối yêu thương, vui tươi, phấn khởi, đoàn kết và ấm áp tình người, chúng ta được nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, của lãnh đạo công ty trong năm mới, chúng ta sẽ đoàn kết hơn nữa, cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng công ty phát triển bền vững. Chúng ta đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do anh chị em diễn viên quê nhà lá vườn của công ty biểu diễn. Chúng ta đã biểu dương những thành tích mà các tập thể, cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động trong công ty đã đạt được trong năm qua, biểu dương phong trào và trao những phần thưởng có ý nghĩa đối với những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo công ty và toàn thể các đồng chí và các bạn đã đến dự Tết Sum Vầy kết nối yêu thương hôm nay. Tôi xin trân trọng cảm ơn công ty tổ chức sự kiện Nam Việt, khách sạn Mường Thanh đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ góp phần vào thành công của chương trình Tết Sum Vầy kết nối yêu thương hôm nay. Cuối cùng, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo thành phố Việt Trì, lãnh đạo công ty, các đồng chí và các bạn cùng gia đình năm mới luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Sau đây tôi xin thay mặt ban chấp hành công đoàn, lãnh đạo công ty trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí và các bạn cùng nâng ly chúc mừng năm mới, một năm thành công, chúc tình đoàn kết thân ái, chúc chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong năm mới, năm 2021. Sau đây tôi xin mời tất cả hội trường chúng ta là tôi đến 1, 2, 3 sẽ chúc mừng năm mới các đồng chí chúng tôi nhé. 1,